Xin chào tất cả mọi người. Thì sau những cái clip trước em đã giới thiệu đến mọi người có những cái top những cây thuộc về hợp với mệnh thủy này, mệnh mộc. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người đó chính là những cái cây hợp với cái mệnh thổ. Thì mọi người thường biết đến mệnh thổ là một cái mệnh mà là thuộc về đất, là một cái loại nuôi dưỡng cái các loài sinh vật thực vật. Thì nó những người cái người mệnh mộc nó thể hiện tính kiên trì, cứng rắn, bền bỉ và có những sự tích cực và khôn ngoan. Thì công thành thổ thì có ba loại cung mệnh là tương ứng với những cái năm sinh, đó là những cái năm mà Canh Tý và Tân Sửu, là vào năm 1960 và 1961. Đó là một số cái năm về cái mệnh thổ. Còn ý nghĩa mệnh thổ trong ngũ hành là như thế nào? Thì trong ngũ hành ấy thì những người mệnh thổ là những người thuộc nhóm về đất này, rất là kiên trì và bền bỉ và luôn bao bọc che chở cho những người mà mình thân yêu. Thì những cái cây mà hợp với những người mệnh thổ thì có rất là nhiều. Đó, trước hết đó chính là cái cây cây nưỡi hổ, mọi người ơi. Cây nưỡi hổ cực kỳ hợp với những người mệnh thổ. Thì cái cây nưỡi hổ này nó là thể hiện sự cứng rắn bền bỉ bởi vì nó có khả năng chịu được nhiều thời tiết khắc nghiệt này. Đó, lá của nó rất là cứng cáp, có thể phát triển ở nhiều môi trường khác nhau, nhiều thời tiết và cực kỳ dễ chăm sóc và nuôi dưỡng. Đây, lá của nó cứng, có những cái viền sọc vàng. Đây gọi là một cái loại nưỡi hổ Thái Châu mọi người ơi. Đây, phần giữa của nó xanh mướt luôn, lá rất là đẹp. Lá của nó sẽ rộng thẳng đứng lên phía bên trên và tạo thành một cái khóm giống như đóa hoa nhỏ ấy. Đây, bên trong đang ra lá non rất là nhiều. Cái chậu nưỡi hổ này thì nó được trồng ở trong cái chậu mini thế này sẽ rất là phù hợp để trên những cái bàn làm việc, bàn học hoặc là trên những cái kệ mà mọi người trang trí ấy, thì nó sẽ rất là đẹp để đề co. Ngoài ra ở xung quanh cái cây nưỡi hổ này còn được trồng rất là nhiều cái cỏ may mắn mọi người ơi, tạo nên điểm nhấn cho cây. Về giá thành của cây này thì rất là rẻ và hợp với túi tiền, nó chỉ dao động từ khoảng 100 cho đến 150 với một cái cây nhỏ như thế này thôi. Cái cây này thì nó được trồng với ý nghĩa là giúp giảm thiểu các cái chất bức xạ từ máy tính và các thiết bị điện tử. Ngoài ra nó còn làm cho mình cảm giác được thư giãn này, được giảm stress mỗi khi đặt ở nó ở những cái nơi mà mình làm việc căng thẳng. Cái cây này thì còn có thể trồng để trang trí ở các cái hàng rào nhỏ hoặc là trên những cái khu vườn tiểu cảnh của mọi người ấy. Đó, cái cây này rất là đẹp. Cái cây tiếp theo là người mệnh mộc không thể thiếu, đó chính là cái cây cây kim ngân. Đây là loại kim ngân một thân to, thân của nó thuộc dạng loại thân gỗ. Đây to, rất là to, to khoảng bằng cái cổ tay. Thì lá của nó ấy, hầu như nó sẽ mọc ở trên phía ngọn bởi vì cái phần dưới thân nó sẽ không có nhánh. Thì lá của nó thì sẽ được chia thành 5 phiến lá tượng trưng cho tiền tài và sự may mắn này. Đang ra rất là nhiều lá non mọi người ơi. Thân gỗ này, thân gỗ của nó vảy tạo nên sự nó là thể hiện sự cứng rắn đấy mọi người. Nên là những người mệnh thổ mà trồng cái cây này thì cực kỳ phù hợp, đem đến rất nhiều là sự tài lộc và may mắn, tại tiền tài này, thịnh vượng và công danh trong sự nghiệp và cuộc sống, lẫn cả về sự hòa thuận trong gia đình này. Đây, lá của nó là sẽ được tỏa ra thành những cái nhánh như thế này và cái cuống lá của nó cũng khá là dài. Đó, lá non thì đang ra rất là nhiều. Trên đầu thân nó sẽ nhỏ hơn bởi vì cái thân này nó sẽ rất là to và rễ của nó thì cũng rất khá nhiều. Đây là một chỉ là một cái loài cây mini nhỏ, còn ngoài ra còn có rất là nhiều ở chậu to hơn, có size trung và size đại nữa. Nếu mà mọi người thích thì có thể liên hệ và bên em đều có cho mọi người nha. Cây này là giúp thanh lọc không khí trong gia đình này, giúp giảm thiểu khói bụi đó. Ngoài ra khi chăm sóc cái loài cây này thì là một loài cây cũng không ưa nước nhiều, chỉ cần tưới nước đủ ẩm và trồng cho cây vào cái loại đất như cái loại mùn xơ dừa hoặc là đất trộn trấu để giúp cho cây có độ thoát nước tốt và khả năng giữ ẩm cũng tốt.
Ngoài ra thì về vấn đề ánh sáng thì mọi người nên để cây có ánh sáng vừa đủ, không nên để ngoài nắng quá gắt để tránh tình trạng cây bị cháy lá, hỏng lá, và cũng thường xuyên lau lá cho cây để tránh tình trạng cây bị bụi bẩn hoặc là bị ố, thì điều đó sẽ làm cho cây quang hợp kém hơn và cái khả năng thanh lọc của ở cây cũng sẽ không còn tốt nữa. Bên cạnh cái cây kim ngân này ra thì còn có cái cây rất là hợp với những người mệnh thổ, đó chính là cái cây trầu bà vàng. Đây mọi người, trầu bà vàng đây không phải là những cái chiếc lá non đâu, mà vốn dĩ cái lá dòng của cái loài trầu bà này thì lá của nó là cái loài lá giống những cái đọt đọt chuối non ấy mọi người. Thì đây là một loài cây cực kỳ hợp với những cái người mệnh thổ, bởi cây lá thân này, lá cùng với màu sắc đọt chuối này thì sẽ giúp cho tăng sự may mắn và tiền tài cho chủ nhân trồng nó này. Cũng như cái cây nưỡi hổ thì cái cây trầu bà vàng này là một loại cây trồng cực kỳ là hợp những cái tuổi canh ngọ này, đồng thời đây cũng là những cái chiếc máy lọc không khí cực kỳ tốt trong gia đình mọi người. Mọi người nên chọn những cái dòng trầu bà mà những chiếc lá sum suê như thế này và đặt trong nhà thì cái khả năng thanh lọc của không khí của nó cũng cực kỳ tốt. Ngoài ra còn có các loại trầu bà như trầu bà xanh hay là trầu bà giỏ treo, hoặc là cái trầu bà cột mà loại to ấy, thì đặt trong nhà thì sẽ giúp thanh lọc không khí rất là tốt và đem đến cho mọi người một cái không gian sống xanh, tươi mát và cái không khí trong lành hơn. Bên cạnh cái cây trầu bà này thì còn rất là nhiều các cái loại khác như là những cái dòng mà sen đá này, xương rồng. Đây ví dụ như những cái cây xương rồng kỷ niệm về những cái thân cứng cáp như thế này thì cực kỳ hợp với những người mệnh thổ. Những người mệnh thổ thì là phải có cái tính là cứng rắn, cứng cỏi, mạnh mẽ, thì những giống như những cái cây xương rồng ấy thì nó dù ở cái thời tiết khắc nghiệt nào thì nó cũng có thể sống được đó, bởi vì thân nó là một loại thân mọng nước và chịu được hạn khá là tốt. Rất là nhiều các loại xương rồng đó, đây là một trong những cái dòng xương rồng, đó là xương rồng hoàng kim, bởi vì trên thân của nó những cái gai của nó là có một cái màu vàng độc đáo, là cái tạo nên một cái nét riêng biệt cho cái loài xương rồng này. Ngoài ra còn có các cái xương rồng như là xương rồng bánh kem hay là những cái xương rồng mít với nhau, bên shop em còn có rất là nhiều đó. Những cái cây này thì tạo nên giúp cho những người mệnh thổ được kiên trì được cái tính bền bỉ cứng rắn này. Ngoài ra cái cây xương rồng này thì còn có các cái dòng sen đá. Sen đá cũng là một loài cây cũng hợp với những người mệnh thổ, ví dụ như là những cái loài sen đá nâu này, sen đá nâu, sen đá sô cô la thì có lá mọc tầng và xòe bọc vào nhau tạo như những cái bông hoa sen có màu nâu ngọt ngào, thì mang đến nhiều niềm vui, sự bình an và thịnh vượng cho những người mệnh thổ. Ngoài sen đá ra thì còn có các cái loài sen đá đỏ hoặc là sen đá viên nửa. Đây còn có cái loài sen đá viên nửa đây mọi người, nhìn rất là lạ đúng không, nó mọc rất là sum suê tạo thành một cái khóm nhìn rất là đẹp, với những cái viền lá của nó tạo một viền lá màu đỏ nha mọi người, đỏ còn phần dưới dưới nó sẽ có màu vàng hoặc là màu xanh đó, nhìn như một cái bông nửa đẹp lắm mọi người ạ. Dòng sen đá cực kỳ nhiều, bên ngoài ra còn có cực kỳ nhiều các loại sen đá như sen đá ngọc bích hay là sen đá đô la đó. Ngoài những cái dòng sen đá này ra thì còn có những cái cây cực kỳ hợp với những người mệnh thổ, ví dụ như là cái cây trúc nhật vàng, mọi người cũng cũng có một số người biết, hay là những người không biết thì em sẽ giới thiệu với mọi người, đó là cây trúc nhật vàng hay còn gọi là cây trúc nhật quý, là thuộc dòng nhà trúc nhưng mà là nó sẽ nhỏ hơn nhiều, nhưng mà thường được làm để trang trí này. Cây này thì tượng trưng cho những cái người quân tử này, biết tương nhu đúng lúc hoặc là sống trượng nghĩa và biết lo lắng cho những người xung quanh hay là giúp đỡ những người xung quanh và biết yêu thương họ. Thì trồng cái cây này thì sẽ nhắc nhở họ một cái lối sống đẹp này, đồng thời cũng như là lời chúc phúc dành cho những cái người đó, và những người mệnh thổ mà trồng cây này thì sẽ đem đến cho họ nhiều điềm lành và sự yêu quý từ mọi người hơn. Ngoài ra còn có các loài cây khác như kiểu cây lan hồ điệp vàng này, những người thì nó tạo thành một cái sự
rồi đem đến cho những cái người mệnh thổ này thì những lời cổ vũ tuyệt vời giúp họ vươn lên vượt qua những khó khăn thử thách. Còn có các cái cây như cây thiết mộc lan lá sọc hay có những cái cây cây hồng môn đỏ ấy mọi người. Đó là những cái cây tổng hợp những cái cây mà rất là hợp với những cái người mệnh thổ nha mọi người. Thì đó, cái video này em đã giới thiệu với mọi người một những cái cây mà rất hợp với những người mệnh thổ, thì mọi người có thể theo dõi cái clip này và thì đó tìm cho mình một cái loài cây hợp với cái mệnh của mình, hợp với tuổi của mình, và những cái loài cây đấy sẽ giúp cho mọi người được nhiều ý nghĩa trong sự nghiệp hơn. Thì cái video em sẽ kết thúc ở đây. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể qua trực tiếp shop em tại 39 Trần Bình nha, hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại ở góc trái màn hình. Mọi người có thể liên hệ để em có thể tư vấn. Và ngoài ra bên em còn có rất là nhiều ưu đãi cho mọi người nếu mọi người mua cây qua những cái set cây như là set cây hợp mệnh thổ, mệnh thủy, mệnh hỏa. Những cái set đó thì sẽ được rất là nhiều ưu đãi và còn được nhiều phần quà nữa. Thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye mọi người.